Vâng, chào tất cả các bác nhé. Sáng nay về toàn là siêu phẩm, hàng đẹp như mới nha các bác, để các bác sưu tầm. Về được hai con ly và hai con rau đĩa và 10 bộ ba lăng lít tông, hàng dây bãi mà bạc để các bác karaoke và có thể nghe nhạc. Sau đây mời các bác đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Thì mọi chi tiết mua hàng các bác cứ liên hệ trên qua hai số điện thoại này nha. Em sẽ giao hàng tận nơi cho các bác nha. Sáng nay về một con CD dòng cao cấp của đời năm S10 ba la mã nha các bác, đẹp như mới nha các bác, còn khiển và dây nguồn riêng đầy đủ nha. Và một con âm ly BMA S10 hai la mã, con này thì vàng khe luôn nha các bác, như vừa khui thùng xốp nha các bác, giá là 22 triệu, như vừa khui thùng xốp. Rất là hiếm mà chúng ta mua được một kiếm một con mà nó vàng như thế này, kiểu như là vàng khe luôn, như các bác thấy này, rất là hiếm nha. Đây là con CD mà kết hợp giải mã DAC nha các bác. Đây, có đường optical của xe CD, khiển và dây nguồn riêng đầy đủ nha các bác. Này giá là 18.500.000 nha các bác, một con duy nhất nha, mới trên 95% nha. Và con CD có âm ly thì cũng vậy, mới trên 95%, hàng không có điểm nhược điểm luôn nha, toàn là ưu điểm đồ đẹp không, tất cả là chè hoàn hảo nha các bác. Đây là dây của âm ly nè, dây âm ly, đây là dây nguồn và khiển của con CD. Con CD là giá là 18,5, còn âm ly là giá 22 triệu nha, đã bao gồm phí ship. Về đồ đẹp, đồ mới khỏi bàn nha các bác. Và tiếp tục em về được một con âm ly đen LX33 của Lookman, cũng là hàng sưu tầm cho các bác luôn. Mời các bác xem đồ đẹp của sản phẩm này. Em này chạy 4 bếm công suất riêng nguyên bản nha, nói chung là máy riêng hết nha các bác, và rất là đẹp nha. Con này là con đẹp nhất trong những con âm ly đen LX33 mà cập bến Việt Nam. Tại vì sao? Tất cả là nó sạch sỉ, tại là những con này là nó thuộc sản xuất năm 80 mấy 70 mấy các bác, và con này là không khác gì mà hàng còn thùng nha. Cuối năm về những con toàn là hàng tuyển các bác ơi. Đây, tất cả rất được vàng khe luôn nha, âm đi đèn nha các bác, có thấy đồ đẹp này, thân phô này lắng oanh luôn nha. Đây là 4 bấm công suất của nó, tất cả bông rề nó mới, rất đẹp luôn nha. Đây, các bác có thể chiêm ngưỡng được đồ đẹp của em nó này, giá này là 23 triệu nha các bác. Lúc mang LX33 đẹp trên 95% nha, hàng em tuyển rất là kỹ. Đây, các bác thấy đồ đẹp này, những cái con trước á em về nó đã đẹp rồi, nhưng mà không có con này còn đẹp hơn nha các bác, đẹp hơn những trước luôn, giá là 23 triệu. Lúc mang LX33. Và đây là con CD danh tiếng của Sony 307 ir, giá là 22 triệu, đã bao gồm khiển riêng, và tất cả giá em bán ra đều bao ship. Và đây là dây pin lithium của Mỹ nha các bác, đầu hãng luôn nha. Đây, dây bãi về nha các bác, dây là dây dài 1 mét, giá là 500.000 một bộ nha các bác, dây trong nhiêu một chiều. Dây là dây bạc 300, loại 300 nha. Đây, vừa túi tiền nhưng mà âm thanh sáng nịnh tiếng. Các bác nào lấy thì liên hệ cho em nha, sáng nay về được 10 bộ này. Đây, 10 bộ đích tâm. Dây bãi thì đầu nó vẫn còn đẹp nha các bác, đầu rất là đẹp nha. Dây chạy cấu hình là bạc nha các bác, bạc đồng mà bạc ấy, chứ không phải bạc không đâu, bạc không nghe không được đâu. Hãy chống những một chiều nha các bác, dây của USA rất là tầm tiền, 500.000 một bộ nha các bác, giá đã bao gồm với ship. Các bác lấy thì liên hệ cho em về gắn với những con đẩy, con bao, viết con vang,
Thì sáng sớm nay em khui được hai con ly và hai con CD. Bác nào chốt sản phẩm nào thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại này. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được theo dõi và chọn lựa cho mình một trong những sản phẩm mà em đang lên để sử dụng cũng như là trải nghiệm âm thanh mới và trưng bày. Các bác thấy combo đẹp không? Combo này mà các bác nào quất nguyên combo này hết ý luôn nha. 18 năm và 22 triệu. Các bác nào lấy nguyên combo thì bớt số lẻ nha các bác. Còn là 22 với 18, 22 với 18 là 40 các bác. 40 triệu, giá là bao ship nha. Hàng thì như khui thùng nha các bác.